Con cực kỳ hay. Ba năm sau tôi trở về quê cũ, đắm nước đêm trăng để tìm lại cái chung tình. Chào anh. Dạ. Nãy giờ anh đi theo anh lâu anh có biết không? Không hả? Em đi theo quay phim nãy giờ đó. Em đâu có thấy đâu. Anh bán như thế này lâu chưa? Cũng 7-8 năm à. 7-8 năm. Anh với chị bán số thôi, chị không có thì không có xin tiền đó. Dạ. Dạ. Em thấy anh hát hay quá. Anh thường bán ở lóc giò mình không hay sao? Ở đây lâu lâu mới qua vì em ở bên Cần Thơ. Anh ở Cần Thơ. Dạ. Anh năm nay bao nhiêu rồi? 43 rồi. Giọng hát của anh quá ngọt ngùi. Anh lúc trước giờ anh vừa đàn vừa hát luôn hay sao? Hồi trước mấy năm trước thì đi đợt cho nhà hàng. Dạ. Giờ đợt cái mấy đứa nhỏ lớn là đi hoài không học được ở nhà, giờ đi bán số rồi nó đi học. Em thấy là cho tiền là anh với chị không lấy. Là chị, anh tên gì? Em tên Vốn. Anh Vốn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 43 rồi. 43 tuổi. Thôi bây giờ anh cứ việc hát đi chút xíu nữa em sẽ ủng hộ số. Em đi theo anh, em sẽ theo anh, theo chân anh một buổi sáng hôm nay. Rồi em sẽ mời anh ủng hộ số và mời anh uống cà phê. Rồi anh em mình tâm sự, được không? Dạ dạ dạ. Rồi và cô bác anh chị sẽ đi theo bước chân của Bùi Hồ để mà thấy cái hoàn cảnh của anh Phố bán vé số ở ngoài, dạo ở ngoài đường như thế nào nha. Rồi mời số một cái một cô chú anh chị ơi. Mỗi ngày bán nhiêu tờ anh? Chừng 150 vé 200 có lợi hại. Dạ. Sương thu lạnh nó bao trùm khắp nèo. Chẳng đêm nay sao nhiều nhiều cả không gian. Tôi với em đi gánh nước cành ở đình làng. Mùi cỏ dại nó mà trong đêm. Vô số rồi cô chú anh chị ơi. Viên nước trong giữa đồi cát mình ánh nguyệt mà soi đôi bóng trâu rồi. Với anh chẳng khuya tôi với em mãi ra chiều. Thank you.
tiền hoa đều sao tôi chờ em đi lắm coi đó em ta ngã ta đường dưới ngã màu tôi nhớ em nói giữa câu gì to mà lời từ giá thì tôi giữ em lại tôi mới giỏi lại mua số hả chị? Mua số 82 ơi. Ai có một người mua số nữa nè chị. Quay đưa lên mạng. Tôi trở về đây bên duyên xưa. Tìm lại kẻ chung tình I'm
anh là chỉ lao động lấy sức lao động của mình để cho thì sẽ mắc nợ. Dạ. Anh rất là ngoài vé số là bằng vé cô chú một và vé số cô chú anh. Thời tiết bây giờ rất là nắng. Bây giờ là gần 11 giờ. Nóng lắm.